Chúng xin chào quý cô bác chị nhá, và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại là Trung cùng với lại em John đang lên trên lán của em Xính Một Chân. Buổi sáng nay hai anh em Trung lên đây để chào quà của chú Hùng ở dưới Hà Nội gửi cho gia đình em Xính, gửi cho con trai của em. Và chú Hùng cũng gửi 20 suất quà gồm 20 chiếc cặp và bút chì này cho các cháu ở điểm trường cấp 1. Đấy, vừa rồi thì chú giúp vật liệu đổ sân trường bê tông cũng như là giúp téc nước. Chúng đang đề xuất qua đó ở dưới nhà của chúng rồi. Đấy, chúng sẽ liên hệ với lại bên trưởng thôn anh Tơ cũng như là các cô giáo và thầy giáo ở trên điểm trường đó thì sẽ phát cho các cháu học sinh sắp tới này, các cháu đi học này. Còn món quà đây thì món quà cho con trai của em Xính này, sáng nay thì chúng cũng vừa mới nhận được thôi. Đấy, chuồng dế của em Xính nhé. Ở đây thì em Xính này, thả dê tầm khoảng lúc 3-4 giờ chiều thôi. Đấy, nên là buổi sáng là dê nhốt lại. Thời gian này thì mưa rất là nhiều này. Đấy, nên là ở trong chuồng dê của em Xính này, đấy, bị ướt này. Đấy, một con chắc là vừa mới đẻ nhỉ, em John nhỉ? Con ở phía bên kia. À, em John chú ý cái con dê của cháu Phúc nhá. Ừ, con dê đấy là sắp đẻ đấy. Ừ. Thế vừa rồi là mua đàn dê đấy là cho con nào là làm đầu đàn? Cái con có hai con. À, con què đấy gì? Ừ. Đấy, hôm đầu tiên này anh bảo là lúc nào mà dắt đi thì cho con ấy đi trước. Bây giờ không cần dắt rồi, cứ thả đuổi đi nó. À, bây giờ là thả đi là nó khác tự đi thôi đi. Ừ. Ghế của em Xính này cũng vậy mà. Đấy, bây giờ thả đi cái là xuống dưới này ngay. Đấy, đến chiều tối là có ngày thì khác tự về. Còn không thì em ấy đi đuổi về này. Đấy. Đây là con trai của em Trương đây phải không? Hả? Con của bố Trương phải không? Không. Không à? Thế con của ai đây? Anh già. À, con của anh già. Ờ. Mấy anh em nhìn rất giống nhau. Lên hộ chú Xính à? Hả? Ừ, lên hộ chú Xính chăn dê đúng không? Ừ. Đấy. Em Xính đang làm chỗ cho gà đẻ trứng này. Anh John, em lấy quà đấy vào trong nhà của em Xính đi. Cho xe vào đây luôn này, không tia nắng. Đấy, xe của em Xính này, bởi vì là trời mưa như vậy thì đi lại thì đường rất là trơn nên là em Xính đấy thì lắp xích này. Đấy, xe của em John thì không có xích nên là đi lại con đường này thì cũng khá là vất vả. Anh chào em nhá. Con chó này có sợ không ấy em ơi? Ấy, con trai của em Xính này. Thế em Xính đi đâu rồi? Đi cắt cỏ. Đi cắt cỏ bên kia à? À. Vừa rồi là phơi cái cây gì đây được nhiều thế em? À, cái thuốc à? Ừ. Được hẳn một tả nhờ. À, ở phía bên này nữa này. Đấy. Có hơn 2 tải này. Ôi, con mèo vừa mới đẻ đấy à? Ôi à, được 4 con này. Đấy. Em Xính đang phát cỏ ở phía bên nhà đây này. Đấy.
À em Zone, tí nữa về là mua ngan luôn nhé em Zone nhé. Ừ. Đó, anh gọi em xuống dưới đây với anh lên lán của em xính chào quà. Ừ. Như là tí nữa về thì sẽ mua ngan cho gia đình em luôn. Ừ. Đó, còn số tiền vừa rồi đi mua dê còn thừa ấy, sẽ tiếp tục để mua cá giống. Đó, cho gia đình em thả vào cái ao đấy. Ừ. Ừ. Thế em, cái ao của nhà em bây giờ là có nhiều cá không? Em thả hơn 100 con cá dầm xanh. À, hơn 100 con cá dầm xanh à? Ừ. Ừ. Đấy. Lợn nhà em xính này. Có bà con lợn đen này. Ở cái nhà bên cạnh này thì để máy sát này với lại chỗ nấu cám cho lợn này. Em xính em ấy đang phát ở dưới này thôi. Anh chào em nha. Em xính ơi. Chào nha. Em xính em phát cỏ. Đường trơn lắm em ạ. Em xính vừa rồi đang trồng quế ở đây à? Hả? À. Ừ. All right.
Đấy, vừa rồi là thằng ăn quá này là em xính rồi, trồng quế cũng đi chết khá nhiều này. Gốc đấy bị tua rồi à? Ừ, nó chết, móng con nó chết. Ừ. Gốc bên này bé bé luôn. Ừ. Hai gốc bé tí luôn. Ở phía bên kia là chết nhiều đúng không em xính nhở? Bên kia nó chết nhiều luôn. Ừ, ở đây thì chết mọc đều hơn đây này. Nó đấy. Cái một đấy. Ừ. Đây là trao lại không nó chết luôn. Thế chiều lại phát tiếp à? Ừ. Chiều chỉ có phát một mặt thì nữa là xong đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đây em phát từ sáng sớm nhỉ? Phát từ sáng rồi. Ừ. Nương sắn ở phía bên kia là em thu hoạch tí nào chưa em xinh? Chưa. Chưa thu hoạch tí nào à? Chưa. Vấn đề gì? Ờ. Không có củ mấy đâu à? Không có củ mấy á? Ờ. Ờ. Nó sắn chỉ có một củ thôi. Ờ, cái cây mo này là em trồng hay là khắc tự mọc đây em? Em cấy. Em cấy vào à? Ờ, đấy nhà em nuôi lợn như này thì em cấy vào này rất là hợp lý, như nhà anh cũng vậy mà. Ừ. Ở đây là em có cái nguồn nước này. Đấy, đất ẩm này em cấy thoải mái. Anh lầu từ đấy xuống ruộng. À. Nó thừa nó nhảy ra. Ừ. Anh vô nhá. À, cái quật à. Đi, đi vào nhà đi. Nắng quá. Ừ. Ở đây vừa rồi là em vẫn chưa trồng hết à em xính? Chưa. Cái quế còn nhiều này. Cái này là cái ở ngoài kia không nó. Em để một loại được 2 tấn rồi nè, so với này. À. Thế là con lợn của nhà xính thanh long về ủi nó bay hết sạch, ngái. Ui, con lợn nhà xính thanh long á? Ờ, thằng này em ấy. À, em để ở nhà ngoài gì? Ờ. Ờ, ờ, ờ. Xong em ấy nhặt con vào túi mang lên đây ươn lại. Ừ. Sống này. Bây giờ là sống rồi mà. Mang đi trồng được rồi. Ừ. Nước bây giờ về nhiều nhà em xính à? Nước bây giờ thoải mái. Ừ. Đấy, quà của chú Hùng ở dưới Hà Nội gửi cho cò đấy. Đấy, gửi cho con trai của em xính nha. Trộm bía nhỉ, đáng yêu thật đấy. Em bé này. Con của em dồn đến thời gian này đau bụng đỡ hơn nhiều. Hay ốm vặt à? Ừ. Con của em xính cứ thả như vậy thôi. Đấy. Khó chỉ nhau là thử. Con gái nó tổng có để đâu. Đứa được mấy tháng nhỉ em nhỉ? Được 10 tháng nhá. 6 tháng, 3 tháng. Ừ. 7 tháng. Được 7 tháng á? Ừ. Đấy, có ngày nào, ừ, cái anh. Đấy, lên ăn đầy tháng rồi. Đúng cái đã được 7 đến 8 tháng rồi. Thời gian trôi quá nhanh. Cò của anh mọc 2 răng rồi em ạ. 4 răng rồi. Còn này mọc 4 răng rồi à? Ừ. Ờ. Của anh ước còn chưa mọc răng nào à? À, con của anh ước đấy á. Ừ.
Ừ. Chỉ liêm vào đùa. Ừ. Liêm tí đấy. Cỏ này mọc răng nhanh nhỉ. Mỗi lần mọc răng này có bị sốt không? Em xính. Hả? Mỗi lần cỏ mọc răng này có bị sốt không? Nó không bị. Bị sốt à? Ừ. Ừ, thế là giống như con của anh. Con của anh cũng bị sốt. Nó sốt nó chảy nó mùi ấm không? Đúng rồi. Anh đi khám lấy thuốc 2 lần. Ừ. Nó vừa bị đau bụng. À, cũng bị đau bụng à? Ờ, đi lấy thuốc về đỡ, đỡ một phát là lại sốt nữa. Ừ. Lại đi ra gặp bác sĩ bỏ rồi. Ừ. Em xính bây giờ là tổ ong còn có mấy tổ nữa em xính? Còn 8 tổ. Còn 8 tổ nữa à? Ong của em xính. Trời mưa là nó ở trong tổ hết nhỉ em xính nhỉ? Đúng rồi, nó cũng ra rồi. Ừ. Trời nắng nóng nó mới ra đúng không? Trời nắng nóng. Ừ. Trời nóng này nóng quá. Ừ. Đang làm gì đây em? À, quần bị rách à? Giờ cái chỗ này là hết ngô để phơi rồi nhờ. Nhà em xính trồng mà rất là nhiều cây ớt này. Ở phía bên dưới đấy là ruộng của em xính. Còn ở bên kia nhà em xính trồng ngô với lại trồng cỏ. Đứa này mấy tuổi vẫn không biết nói nhỉ? Ừ, từ cái đợt mà anh chở vật liệu lên trên bản Lũng Cáng cho anh Thắng ấy, từ đợt đấy cũng đã chỉ có nói như vậy thôi. Đấy, không biết nói gì hơn nữa. Không biết nói như này chắc cũng không đi học. Đứa này có được đi học không nhỉ? Em nhỉ? Không đi học á? À, không biết nói này thì đi học cũng rất là khó. Chưa chắc được tầm khoảng 7-8 tuổi đấy. Tầm đấy. Ừ. Đang nấu cơm mà là làm gì kia? Đang nấu cơm á? À. Này em dùng nước đi. Xính vừa tắm xong à? Tắm xong. Ừ. Đấy, đi phát nương đi. Nóng quá nhỉ? Trời nóng mạnh lắm. Ừ. Sáng sớm này là em xính vừa dưới kia lên phải không? Em vừa chạy xuống dưới kia lại lên. À. Anh thấy vết bánh xe của em lên mà. Sáng nay anh vừa đi lấy về à? Ừ. Sáng nay anh vừa đi nhận về cả quà của các cháu ở trên bản Lũng Buông nữa. Của chú Hùng này gửi ở chung xong là lên chào cho em xính nhé.
Này là xe cho con trai của em. Gia đình cô chú Hùng Phương ở dưới Hà Nội đấy, gửi rất là nhiều quà cho em Xính. Vừa rồi là hai vợ chồng cô chú lên trên bàn phòng trăm đấy, trao quà. Hôm đấy thì cũng lên trên lán của em Xính chơi một lần rồi. Đấy, có xe đi rồi. Con của em Dôn cũng đi xe như này ấy, đúng không? Ừ. Em 5 tháng mua xe ra đi. À, 5 tháng cũng mua một cái xe như này à? Ừ. À. Đấy, hướng dẫn sử dụng. Thế ở chỗ nhà của em Xính là thả nó xuống đây à em Xính? Thả nó xuống đây, chi đi đây thôi, cho nó không lăn được. Ừ, nó ngồi cái này nó đỡ hơn nhiều. Với lại nó cứ đi đi lại lại được thì mai ít nữa là nó vận động nhiều thì nó sẽ nhanh biết đi hơn đấy. Ngồi cái xe này nó đứng tập đứng dễ hơn. Ừ. Con của anh cho ngồi vào một tí thì lại đòi ra rồi. Đấy, em Dôn giúp em Xính lắp này. Đây đây. Đưa. À, cài vào. Này, con tút ra này. Cái đấy là bánh xe. Cái đấy là lắp vào đằng trước này chứ, đúng không? Đây này. Treo cái này cho nó nghịch ấy. Đúng, treo cho nó nghịch. Hai cọc vào đầu nó. Đấy, lắp luôn bánh xe vào. Cứ thế đút vào cái này. Đây, cứ thế đút vào mà. Đấy, nó nhìn thấy thích rồi nha, nhà. Đấy. Con này mà ở gần con của anh thì cháu nghịch với con của anh thì thôi rồi. Kêu cả ngày, thằng này nói nhiều lắm. Ông bông mông mông mông. Đến giờ buổi trưa nó mới ngủ hả em Xính? Em Xính, vừa rồi có thấy chú Hải gọi cho em không? Có à? Chú Hải vừa rồi là đang tổ chức đám cưới xong ấy. À thế à? Em thấy video lên em gọi cho ấy. Ừ. Chú gọi đâu? À. Gọi chúc mừng chú Hải. Ừ, em gọi chúc mừng cho chú đúng không? Ừ. Bởi vì là chú Hải đấy, chú đấy không để bình luận cho nên là anh cũng không biết bình luận để chúc cho chú Hải. Chỉ có gọi điện này, chúc cho chú đấy thôi. Ai, ngồi đi. Ngồi xe. Cao thì hạ thấp xuống một chút. Hạ xuống. Đây. Đấy, xem em Dôn làm nhá.
Rồi ngồi đấy cả ngày. Ơi. Đây. Ừ, cái này phải có nhiều, cái này phải vặn à. Cái từ vít vặn có mà đấy, à, vặn từ dưới liền. Đấy, bây giờ là nó nghỉ khỏi nói rồi nhỉ. Thích lắm, trẻ con này. Em Sinh, vừa rồi là chú Hùng gọi điện cho em chưa? Có mà. Ừ. Thì thoảng mới cho nó xuống nhà dưới thôi nhỉ. Chủ yếu là toàn ở trên này đúng không? Toàn ở trên này. Ừ. Đấy, nhà em Xính còn nhiều quả bí nhỉ. Đấy. Dạo này con đi bấy không em Xính? Không, còn vận nghiệp. Ừ. Trên này xuống. Đập đầu mày á. Gõ nhiều vào đầu nhá. Có nhiều đứa thích lắm, có nhiều đứa chỉ cần vào cái là nó khóc đòi ra ngay. Sợ. Ừ. Thằng này nghịch lắm ấy. Thằng này ấy. Có như em không sợ mà. Thằng này không sợ gì nhờ. Đấy. Vào cái là ngồi nghịch ầm ầm ngay. Úi 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 từ từ. Dưới ơi là xinh. Khóa chặt lại đi. Cho cao lên nào. Đấy thì cao quá. Lúc mình nâng, mình nâng mình phải lấy chân, một chân dưới một tay kéo lên cơ. Ừ. Nó sập quá. Người phổng dưới đất đấy. Để như này lại hơi cao nhỉ. Chân nó còn với kìa. Với là hai cái chân dính đất hết. Này cái thế đồ lạ là thích lắm. Đấy, món quà rất là ý nghĩa của gia đình của chú Hùng Phương ở dưới Hà Nội gửi cho gia đình em Xính, gửi cho con trai của em Xính. Con bướm đấy. Hạ xuống một tí em Xính ơi. Đấy tầm đấy là vừa rồi. Hạ từng nào thì phải khóa cho nó chắc lại, không lấy nó giật mình ấy. Đấy. Thích nha. Cò này chắc là tầm khoảng 11 tháng là biết đi nhỉ. Tầm này biết đi nhanh lắm. Bây giờ đang có 7-8 tháng mà đã như này rồi. Ôi cái kêu nó. Em Xính bây giờ ví dụ như nó bám vào cái gì nó khắc tự đứng được chưa? Khắc đứng được rồi. Khắc đứng được rồi à? Ừ. Ừ, đấy. Biết đi nhanh. Chẳng qua nó đang chơi thôi, nó chơi không chơi nó cầm hai cái này đứng dưới này nào. Ừ. Và nó cầm quá nó giờ hôm nó tập đi nó cầm cái này nó đủ nó ống luôn đấy. Còn lợn mà nhỉ. Ở đây thì hơi hẹp à. Chú ý nha em Xính nhá. Ở đây nó gần cái bếp lửa kìa. Đấy. Cho nó ra ngang bên này nó không về được. Đúng rồi, cho nó ra ở phía bên kia. Ủa đi. Xong là cái chỗ nào còn dao cái thứ ấy thì phải cất gọn vào. Đập mảnh ấy. Ôi ôi. Đập mảnh ấy. Ông giật luôn à. Em Xính dạo này có hay lên ngoại không? Không. Không lên à? Từ lúc làm nhà xong rồi à em? Ừ. Này lâu lâu có việc thì mới lên nhỉ. Vâng. Ngày Tết ngày lễ lên. Hai anh em của Trung ấy, chào qua của chú Hùng cho em Xính. Hai anh em chuẩn bị đi về thì hai vợ chồng em Xính giữ lại hai anh em ăn bữa cơm trưa cùng với lại gia đình em Xính. Em Xính lại mổ gà này. Hai con chó con này lấy ở đâu về đây em Xính? Ở dưới nhà cái dịch xong là
anh già để lại hai con cho anh già, đây hai con linh. À, ở dưới anh đấy đang bị dịch à? Con mẹ chết đấy, tụi mít trùng không? Ờ. Con này nghĩ thế. Đó là con mèo đập cho mít chảy nhanh. Anh với lại em John thì bảo là về rồi, hai vợ chồng em giữ lại ăn cơm. Ăn cơm chưa ra. Ừ. Có phải lúc nào ngày nào cũng lên rồi. Ừ. Đằng nào bây giờ cũng mùa rồi mà anh về cũng phải nấu cơm mà. Nhưng như này thì làm phiền hai vợ chồng em quá. Phiền đấy. Cùng nhau cho vui, đắt lên. Đằng nào cũng phải về cũng phải nấu cơm chưa. Ừ. Chúng với lại em dồn lên lên này từ sáng sớm rồi vì là đường rất là trơn đấy, hai anh em chung ấy, đi lên lán của em Xính này toàn là vừa đi đấy, vừa dắt bộ thôi đấy, đường đi đúng không? Ừ, rất là khó. Đường này nó may mà cái lốp của anh dồn này nó có cái ta lông mạnh. Ừ. Mấy cái đoạn dốc dốc đấy là phải xuống đi bộ đấy, phải xuống dắt đấy, dắt một người đẩy. Nó cũng từng đoạn rồi. Ừ. Thay mà vừa thay nó mới không mở cái quế cũng thế mà đuổi với thằng Trương kia xong làm cái lốp nó lại lắc ngược lại. Thế là cứ vào sau quay bon hết lên thì không bán tí nào. Thế mà mang đi để sửa dây cho nó, bảo là cái lốp của em là bị lắc ngược rồi. Thế rồi thế anh của em lắp lại, nó tháo ra lắp lại vào, thế nó mưa xong mình cũng đi cũng đỡ một tí. Thế vừa rồi là gà của em Xính em bị mất trộm à? Em Xính bắt thì 8 con này, mấy cái con mà theo con súng to nhất ấy. Bị mất mấy thằng đi theo. Ừ. Em mua mấy thằng tơ tơ về cái em mua bé bé mà mấy con bằng này nó 100.000 một con mà. Ừ. Con gà đen ấy. Thế là bị mất 8 con. Em mua 5 con về, nó bây giờ còn 2 con rồi anh. Chắc là đi lên trên kia chơi là bị họ trộm mất à? Cho ăn ở đây xong nó đi nấp ở chỗ chuồng dê kia. Xong là hết mưa nó em thấy nó còn nhảy lên trên kia đi. Nó cứ theo đường lóc có ở đường kia. Chắc nó bắt khu kia thôi, cái khe kia thôi. Ừ. 8 con. Không nghe thấy. Thế bây giờ gà của em Xính còn nhiều không? Tầm khoảng mấy con nữa? Nó vẫn chắc vẫn còn tầm khoảng 30 con đấy. Tầm 30 con nữa. Tết nó bắt bọn nó bắt là bắt được cái loại nó đi theo con trống ấy, con trống bởi vì con trống gáy nó nghe thấy mà. Năm ngoái gọi điện cho em Xính ấy và bớt cho mấy con ăn Tết nhưng em Xính thì lại bán hết rồi. Không có gà. Năm nay phải để cho anh mấy con ăn Tết nhá. Nuôi bây giờ nuôi dần đi là được. Trên lán của em Xính này thì còn thịt gà thì quá ngon. Cứ nuôi cứ thịt mổ ăn thôi mà. Thằng con này biết ăn chưa? Nó ăn cơm mà. Em mua cháo rồi. Cho ăn cháo thôi nhỉ. Cho nó ăn dần đấy. Cành mướp này. Thằng cò em đến tầm này thì lại ngủ nhỉ? Đúng rồi, đến giờ nó có ơi, lên ăn cơm đi. Ly, lên ăn cơm nhanh. Anh cứ ngồi lên trên ghế hay là nó ngồi. Ly Dông. Người tên diễn viên Hàn Quốc. Anh đi ngồi kia mày, ngồi đây, nhanh nhanh. Ngồi bên dưới à? Đấy, em Xính khiếp nhờ. Lọ ớt này được đấy. Ngày hôm qua vừa mới nhặt để em Xính. Vừa mới nhặt. Cái này. Nó tầm khoảng 1 cân ớt thì làm mai kia nó sẽ xuống nữa. Bây giờ khi nó đựng đầy cái này thì nó tầm khoảng 3 cân. Ở chỗ lán nhà em đây mà có một cái bãi măng nào nữa nhà em Xính nhờ, làm măng ớt nhờ. Cái măng nữa không, măng mai ấy không có ở đây, không có nhỉ, có thì làm măng ớt được hết đấy, măng mai mà làm măng ớt thì quá tuyệt vời. Ở đây nó cho lên, có cho cuốn ra.
ở xung quanh chỗ em này có cái khe nhiều này, em mai đi lấy về trồng được ấy. Cái gốc cây mai này. Phát triển cũng nhanh mà. Đây vợ của em Xính ngồi dịch lên, hay là em Xính ngồi dịch lên đây? Lên lán của em Xính là lần này là lần thứ 3 nhà em Xính nhỉ? Em Xính ngồi gần em Dôn này. Cho canh vào. Nhớ cứ ăn đi. Thôi, mọi người chuẩn bị ăn cơm đi. Đấy, nấu món đi. Mời tất cả các bạn ăn cơm nhá. Chúng cũng mời cả nhà mình ăn bữa cơm trưa cùng với lại gia đình nhà em Xính này, cả em Dôn nữa này, với lại hai cháu. Qua đây một lần nữa thì chúng xin cảm ơn gia đình, hai vợ chồng, cô chú Hùng Phương ở dưới Hà Nội rất là nhiều. Luôn gửi quà cho em Xính. Chúng chúc gia đình cô chú luôn vui vẻ, mạnh khỏe và luôn hạnh phúc, luôn thành công trong cuộc sống. Mời tất cả các bạn cơm trưa cùng cháu Xính à. Hôm nay anh Trung lên là lấy đồ xe cho em bé, thế nên là em mời anh Trung ăn cơm với anh Dô ăn cơm cùng em cháu Xính. Phiền hai em. Cháu đây là chú Hùng Phương rất là nhiều nhá. Chúc cô chú luôn luôn mạnh khỏe trong cuộc sống. Chào tất cả các bạn đang xem video của anh Trung nhá. Luôn luôn mạnh khỏe. Anh Xính một chân. Thôi mọi người ăn cơm đi. Hai vợ chồng em Xính ăn cơm nhá, tự nhiên nhá. Con của em Xính này đang ngủ rồi. Này nó ăn thịt này được chưa em Xính? Ăn thịt được để cho nó. Xé ra miếng bé cho nó chắc nó ăn được nhỉ. Em chưa chống ăn cái chống. Cò của anh xé ra miếng bé nó vẫn ăn được ấy em Xính ạ. Thế thì nó ăn khỏe đấy. Gà của em Xính nha này. Gà đen ấy em Xính nhờ. Vâng. Gà này em nuôi lâu chưa em? Con này đang được gần 2 tháng rồi. Nó chắc sắp có 3 tháng rồi. Nuôi từ bé luôn đúng không? Nó phát ớt phát nở. Ăn khỏe vào nha, Ly nhá. Vụ này hôm qua không có gà con mấy. Chúng vừa mới ăn cơm cùng với lại hai vợ chồng em Xính này, với lại em Dôn xong rồi. Hai vợ chồng em Xính ăn cơm nhá. Anh ăn no rồi. Đấy, thức ăn còn nhiều kìa. Ly cũng ăn ít cơm nhờ. Anh cũng vậy thôi. Anh mới bữa ăn một lưng bát với lại hai lưng, anh không ăn được nhiều đâu, bởi vì anh lái xe đấy. Lái xe ăn nhiều thì đi xe hàng nữa ấy. Kiểu đi xa nữa mệt lắm. Nhà em Xính có hai con chó này ác ấy nhờ. Một con đực một con cái à. Nhất là con to này khiếp này. Giờ có hơn 11 giờ trưa rồi. Trời rất là nắng. Giờ thì đường cũng khô rồi. Hai anh em Trung cũng chuẩn bị đi về. Em Dôn ơi, xong anh em mình chuẩn bị đi về nha. Đi về đầu giờ chiều ấy, đi chở vật liệu nữa. Đi về xong đấy lại đi bắt ngan cho em nữa này. Nhem nhá. Đi bắt ngan ở dưới chỗ nhà anh thôi. Mua ngan cho em Dôn.
Muốn nuôi à? Muốn nuôi nhá. Ngán to như năm đấm ấy. Hai vợ chồng em xính ăn cơm nhá. Ừ, chắc là anh đi về luôn đây. Em xính bây giờ là biết học hết chữ kia chưa? Em xính biết đọc hết chưa? Biết hết rồi. Biết hết rồi. Thế dạo này còn liên lạc với anh Long không? Có mà. Ừ. Ừ, anh Long về Bắc Mê rồi, chẳng biết hôm nào anh Long lại ra ngoài này tiếp ấy. À, thời gian nữa anh mới già. Ừ. Cái thuốc này là bây giờ là phơi như này là khô hết rồi gì? Em xính. Khô hết rồi. Ừ, bây giờ chỉ có đợi họ về Long lấy đi thôi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Mỗi một cân này là bao tiền này? Cân khô này này. 25.000 một cân à? À. Ừ. Thôi anh về nhá, em ơi. Về luôn á, uống ra. Anh về luôn đây. Anh cảm ơn gia đình em nhá. Ừ. Hôm nào hai vợ chồng đi qua bảo anh chơi nhá. À, em dôn, à, em xính ngày mai ngày kia có đi qua nhà anh không? Nếu mà ngày mai ngày kia xuống hoặc là hôm nào xuống thì điện anh lấy mít lên nhà mà ăn nhá. Đấy, giờ thì chung cũng với lại em dôn chuẩn bị đi về thôi. Chung cũng chào qua cho hai vợ chồng mà em xính cũng như là cho con trai của em xính xong rồi. Em một lần nữa chúng xin cảm ơn chú Hùng rất là nhiều. Đấy, chúng cũng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Chúng chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo.